Hello, xin chào mọi người. Và ngày hôm nay thì sau rất là nhiều chờ đợi, Trang đã được nhận một thứ mà Trang vô cùng là háo hức. Mặc dù là nhá, cái thời điểm mà khi mà quyết định chốt mẫu là Trang là cái người trải nghiệm cái sản phẩm này rồi, và là cái người mà đưa ra cái quyết định về cái việc là sẽ chốt cái công thức này để sản xuất. Thế nhưng mà từ ngày đấy đến bây giờ cũng đã hơn một năm rồi, hơn một năm rồi. Và trong thời gian đó thì đương nhiên là sẽ không có sản phẩm để sử dụng mọi người ơi, bởi vì phải chờ sản xuất. Và đến bây giờ thì em nó đã có mặt ở trong tay của tôi nè. Trời ơi, hàng đã về kho, nhưng mà có một cái điều rất là đặc biệt đối với cái sản phẩm mới này, nên là ngày hôm nay tôi mới nhận được đây. Ta-da! Đẹp chưa? Đẹp chưa? Trời ơi, đẹp quá. Mình là người duyệt mẫu, mình là người cùng với cả Ngọc Trinh để thảo luận về màu sắc, rồi về bao bì, rồi kể cả xem cả những cái hộp mẫu rồi. Nhưng đến ngày hôm nay khi mà nhận em nó trong tay thì trời ơi, em đi đẹp hơn gấp vạn lần cái hộp mẫu hôm trước luôn á. Mà cái hộp mẫu hôm trước là đã thấy ưng lắm rồi nha mọi người. Xem nào, hôm nay gửi cho tôi mấy hộp đây, bốn hộp luôn. Bốn hộp nha mọi người. Em bỏ giúp chị cái này ra này. Và mọi người đã biết rồi đúng không, đây chính là viên uống dưỡng siêu trắng da Diamond White của nhà GHB. Mọi người biết rồi đấy, là em Diamond White á là đã có một cái lịch sử rất là lâu, là 4 năm, hơn 4 năm trên thị trường làm đẹp Việt Nam. Và bắt đầu từ sản phẩm Beauty 99 này, rồi Beauty Plus này, rồi Diamond White, và bây giờ là em Diamond White Day and Night, thì chưa bao giờ làm cho mọi người thất vọng đúng không? Và mỗi một lần em ý khoác một cái tấm áo mới kèm với một cái nội dung hoàn toàn mới thì đều làm cho khách hàng cảm thấy hài lòng hơn rất là nhiều so với phiên bản cũ. Và tất nhiên rồi, sẽ không bao giờ có một phiên bản mới nếu như nó không có công thức mới, nó không có những cái điều tuyệt vời hơn và có những cái điều độc quyền mà bên GHB sở hữu. Bây giờ thì mình sẽ unbox thử xem là cái nội dung bên trong của nó như thế nào nhá. Và sau khi mà khám phá nội dung lớp 1 thì chúng ta sẽ khám phá đến nội dung lớp 2, đó chính là chất lượng của sản phẩm. Và Trang sẽ ngày hôm nay Trang sẽ là bắt đầu một liệu trình mới. Háo hức vô cùng. Hồi hộp nữa chứ. Trời ơi. Hồi hộp háo hức cứ như kiểu là lần đầu biết yêu ấy. Viên dưỡng da Diamond White Day and Night nha mọi người, trong này ghi rất rõ nha. Và nghe như vậy thôi là mọi người đã biết ngay là trong cái hộp này nó sẽ có hai sản phẩm để dành cho ban ngày và ban đêm. Đó, và trước khi mà nói với mọi người về cái nội dung ở bên trong thì Trang chia sẻ với mọi người thấy không? Đây là một cái màu gọi là 7 màu nha. Mọi người biết tại sao mà lần này công ty quyết định đầu tư để làm cái bao bì 7 màu này không? Ai là cái người mà đã từng kinh doanh hoặc đã từng làm bao bì thì đều biết rằng cái bao bì 7 màu này nó sẽ đắt hơn những cái bao bì màu màu bình thường khác. Tất cả những cái dòng sản phẩm trước đây của Diamond White hay là của Beauty Blush hay là của Beauty 9 trước đây ấy, thì có thể có những cái điểm nhấn, ví dụ như là một cái chữ nào đấy có chuyển màu hoặc là đổ nhũ, nhưng mà lần này là công ty quyết định là làm full luôn cả hộp. Mọi người biết tại sao không? Trong cái hộp này sẽ có một cái dấu hiệu nhận biết mã số của sản phẩm mà mọi người sẽ không phát hiện ra là nó là ở cái điểm nào ở trên cái hộp này hết. Bởi vì á, nó sẽ được gọi là, nếu mà nói là cái công nghệ nó gắn chip thì nghe nó hơi bị khó hiểu ấy, nhưng mà nó là một cái mã code, nhưng mà nó hòa lẫn trong cái màu này, tức là nó sẽ không được dập ở tại nhà máy nha mọi người, mà khi về đến kho của GHB thì công ty mới tiến hành để dập cái phần gọi là mã 7 màu đó vào, và mọi người sẽ không thể biết được nó là ở đâu cả, không biết nó nằm ở đâu trên cái vỏ hộp này hết. Và đây là một cái công nghệ mà bên công ty đã phải bỏ ra rất là nhiều chi phí để nhập về và để đặt hàng đối với cả nhà sản xuất để tạo ra cái công nghệ đó, bởi vì là trước đây thì chúng ta bị gặp một số các cái tình trạng ví dụ như bán phá giá đúng không? Và mọi người thường hay cào mã này, mọi người bóc mã này, rồi mọi người làm rất là nhiều những cái chiêu trò để có thể là qua mặt được GHB, qua mặt được ban lãnh đạo. Nhưng mà với sản phẩm này thì Trang nghĩ rằng là tất cả mọi người á, sẽ không thể nào mà làm được cái chuyện đó nữa, bởi vì là mọi người làm sao biết chỗ nào mà cào, đâu có biết chỗ nào mà cào đâu, bởi vì là nó sẽ nằm một cách rất là random, ngẫu nhiên, và được được làm thủ công từng hộp một đó. Và ở trong
trong trong sản phẩm này. Nếu mà mọi người á bỏ vỏ hộp này đi và nói với khách hàng rằng là em chỉ bán ruột thôi, thế thì chắc là sẽ không có khách hàng nào mua đâu. Chính vì vậy nên là đây là một cái gần như là một cái thông tin rất là tuyệt vời dành cho tất cả những ai mà sắp tới sẽ kinh doanh các cái sản phẩm của Diamond White, là mọi người sẽ yên tâm về cái việc là khi có bất cứ một cái sản phẩm nào bán phá giá hay là vi phạm về hệ thống thì ngay lập tức công ty sẽ triệu hồi về công ty và phát hiện ra ai là người bán cái sản phẩm đó dựa trên cái mã code đã được dập lên trên cái bao bì này, và từ đó thì sẽ kiểm tra được và sẽ có những cái hình thức chế tài để xử lý kỷ luật với những người vi phạm. Nên mọi người yên tâm nhá, mỗi một sản phẩm thì công ty lại có một cái sự nâng cấp trong cái việc quản lý sản phẩm, nên là để cho mọi người cảm thấy tự tin và yên tâm. Mà tất cả những người nào làm sai thì hãy gạt bỏ suy nghĩ làm sai đi, bởi vì nó rất là ngắn hạn thôi, ngay lập tức công ty sẽ phát hiện ra và các bạn sẽ bị out khỏi hệ thống luôn. Và mọi người chỉ cần chuyên tâm kinh doanh, tìm hiểu về sản phẩm thật là kỹ, trở thành chuyên gia tư vấn cho khách hàng và bán hay là kinh doanh dựa trên đúng cái nguyên tắc của công ty thôi, chứ đừng có làm sai, bởi vì làm sai là sẽ ngay lập tức là bị xử lý ngay đó. Rồi phía bên trong này của chúng ta sẽ có hai hũ nha, hũ tím là hũ night nha mọi người, là hũ ban đêm đó, còn hũ màu trắng nhũ là hũ ban ngày đó. Còn đây là một cái hũ chia nha mọi người, hũ chia rất là xinh xắn. Mọi người thấy không, trên cái bao bì này không biết là mọi người nhìn qua clip có nhìn thấy rõ không, nhưng mà em nó có một cái ánh nhũ đó. Công ty không phải tạo ra những cái lọ đơn giản là chỉ để đựng những cái sản phẩm, mà công ty muốn tạo ra những cái tác phẩm nghệ thuật đó mọi người, nên là kể cả cái việc là làm một cái chai lọ nó có ánh nhũ nó cũng sẽ tốn kém chi phí hơn là những cái chai lọ bình thường. Nhưng mà rõ ràng là nếu như khách hàng được sở hữu những cái sản phẩm mà ngoài chất lượng sản phẩm ra lại còn có tính thẩm mỹ nữa thì điều đấy tuyệt vời hơn rất là nhiều, đúng không mọi người? Đó, màu tím là màu trend của năm nay nha. Đó, đây là viên ban đêm, còn đây là viên ban ngày. Về chức năng và công dụng thì Trang sẽ nói chi tiết sau khi mà Trang đã sử dụng hết một liệu trình. Có thể là một liệu trình thì hơi bị dài, bởi vì là chúng ta sẽ ra mắt trong tháng 9, nên là chắc chỉ khoảng 20 ngày thôi. 20 ngày thôi là Trang có thể cho mọi người thấy cái làn da của Trang nó thay đổi như thế nào. Và bây giờ thì mọi người cũng có thể thấy đây, cái làn da của Trang á, thì mọi người thấy rằng là trước đây á, Trang là một người có cái làn da cơ bản là cũng sáng nha. Nhưng mà bởi vì là Trang muốn trải nghiệm cái sản phẩm này và cho mọi người một cái nhìn thực tế nhất, rõ ràng nhất về cái hiệu quả của sản phẩm, nên là trong một tháng trở lại đây là Trang không chăm sóc da, không sử dụng các cái sản phẩm gọi là để dưỡng da, và cũng ngưng sản phẩm Diamond White cũ. Để ngay lúc này đây là Trang sẽ bắt đầu một cái liệu trình mới, và mọi người có thể nhìn thấy da tay hay là da cổ của Trang, mặt là có make up nha mọi người, còn da cổ này và da tay là hiện nay là đang khá là đen. Đây mọi người xem này, tay này đó, cổ này, mặt là có make up nên là hơi sáng hơn một chút, nhưng mà thực ra là da mặt của Trang cũng chăm sóc kỹ hơn là da body. Da mặt thì mình không thể nào mà mình để gọi là cho nó bỏ bẵng nó đi được, bởi vì là da mặt thì sẽ khó chăm sóc hơn, nên là khi mà đã có được một cái làn da ưng ý là Trang vẫn phải chăm sóc em nó. Nhưng da body là Trang sẵn sàng là bỏ luôn, để làm gì, để mình có cái trải nghiệm đối với cái sản phẩm tuyệt vời nhất. Và mọi người biết không, Trang vẫn phải ra nắng, Trang vẫn phải tiếp tục chụp ảnh rồi là tham gia các cái hoạt động ngoài trời. Nhưng mà với cái kinh nghiệm mà sau 20 ngày nữa Trang sẽ chia sẻ với mọi người, thì hy vọng rằng là tất cả các chị em nào mà muốn có một cái làn da cải thiện về màu sắc, cải thiện về cái độ mịn màng cũng như là các cái vấn đề về làn da của mình ấy, thì sẽ là một cái bí kíp dành cho mọi người nhá. Và bây giờ thì là buổi sáng nên là Trang sẽ sử dụng luôn một em Diamond White đây. Đó, một em Diamond White đây. Khi mà mọi người nhận sản phẩm ấy thì nó sẽ phải có cái tem GHB đầy đủ ở đây. Đó, và có cái phần màng siêu bảo quản như thế này. Đó. Bây giờ Trang sẽ bóc ra nha. Ok. Một viên nha mọi người.
Bởi vì sao mà Trang vẫn giữ cái màu xanh này, là cái màu xanh gần như là giống cái viên Diamond White cũ ấy. Là cái màu này là màu phong thủy của Trang nha mọi người. Thủy sinh mộc nha. Đó. Ok, và Trang đã unbox xong siêu phẩm của GHB rồi. Và hãy chờ đợi xem là 20 ngày nữa thì làn da của Trang đã thay đổi như thế nào nhá. Bây giờ thì mình phải bắt đầu dưỡng da thôi. Bởi vì sao? Trong uống ngoài thoa để có một cái hiệu quả tối đa. Mọi người hãy cùng chờ đón nhá.